Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cuốn số 42 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật có dịch giả đó Hồng vô thường trên kênh truyện đỉnh soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thưa quý vị không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4, tập 3 qua phần diễn đọc của Định soạn. Được tất cả mọi việc nghe theo sự huynh sắp đặt tiểu sư muội chấm ngâm một hồi lâu rồi đáp lại phương nhu sư huynh có mấy lời muốn hỏi muội nhưng lại không tiện nói ra tình ấm nghĩ hồi lâu có những điều cần phải nói nếu không tôi luôn trong trạng thái đi mây không sao có thể hiểu được sư huynh là sư huynh muốn hỏi quan hệ giữa hai chúng ta phải không bởi vì muội và mặc cốc sư muội thực sự rất là thông minh Chiến qua đã hiểu được vấn đề Vấn đề này Tôi không biết phải tiếp lời như thế nào cả Phương Nhô chấm ngâm một hồi rồi nói tiếp Thần không dám giấu Sự huynh do vì lực lượng thân thể của bội rất yếu Phải ở trong trạng thái ngủ một thời gian Nhưng cũng có lúc trong trạng thái thanh tịnh lại Cũng có lúc nắm được quyền khống chế bản thân Ví dụ trong sự kiện Mạc Văn Hành Khi đó bội đang khống chế bản thân quả nhiên không hề có tác dụng bị tên cuốn đó hạ dáng đầu làm liên lụy sư huynh vì đấu pháp mà tổn hại đến bản nguyên dẫn đến mái tóc bị bạc trắng trong lòng của muội rất xấu hổ về sau vì muốn phòng chống không để phát sinh ra sự việc này nữa muội rất ít khi chủ động khống chế bản thân để mặc cho mặt cốc khống chế như vậy mới không phát sinh ra vấn đề thực lực của cô ta rất siêu cường cô ta đã hóa giải mấy lần bị công kích mà sư huynh không biết. Mấy tệ ác đồ đó đã bị cô ta chạm sát. Có điều những việc này muội không nói lại cho sư huynh biết là được rồi. Tôi nghe mà sợ đến mức lồng tóc của tôi đều dựng đứng. Vốn dĩ tôi cho rằng tôi đã bảo vệ sư muội rất an toàn. Nhưng lúc này tôi mới biết được đã phát sinh ra rất nhiều sự việc. Đều là do mặc cốc âm thầm xử lý. Khoảng thời gian sư huynh có quan hệ tình cảm với mặc cấp Kể từ đó là lúc muội thanh tỉnh lại Giống như người bằng quang đứng xem Cho nên nói sự huynh xác định Có quan hệ với mặt cốc giả dạng là phương nhu Đó không phải là muội sợ hài chúng ta chỉ có quan hệ huynh muội mà thôi Còn nữa hiện tại Ngay cả một thân thể muội còn chưa có Chỉ là một đạo hồn phách Cũng không có tư cách suy nghĩ quá nhiều Nói đến đây dòng của tiểu sư muội nhỏ dần đi Có vẻ như linh hồn của sư muội Đã yếu đi Sư muội về phương diện này sư muội không cần phải lo lắng, sư huynh nhất định tìm được một thân xác hợp lý để sư muội sử dụng, chỉ cần không thiệp cập đến nhân quả, cho nên chúng ta đành phải chờ đợi một thời gian, chờ thân xác mới xuất hiện. Loại thân xác có thể dung hợp 100% không hề dễ, nhưng nếu thân xác giống như là vương chỉ mai thì không ít. Chỉ có điều sư huynh muốn âm hồn của sư muội đạt tới cấp độ giống sư nương. Vương chỉ mai Tiểu sư muội có chút hoài nghi vội truy hỏi. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sư muội xa cách với tôi quá lâu, có một số sự việc sư muội không hiểu được. Mà cấp cũng không thể cho tiểu sư muội biết hết tất cả mọi việc. Đây là điều tôi đã bỏ sót. Ngẫm nghĩ một hồi lâu tôi chậm chậm kể lại sự việc liên quan đến Vương Chỉ Mai cho Phương Nhu nghe. Trên thế gian này người mà tôi tin tưởng nhất chính là tiểu sư muội những điều không thể nói cho người khác biết nhưng tôi có thể nói với sư muội chỉ có điều liên quan về trải nghiệm trong ba kiếp thì tôi hoàn toàn giấu việc này tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết được bao gồm cả tiểu sư muội tôi không muốn cho tiểu sư muội biết tôi chính là một quái thai phương nhu yên lặng nghe tôi quy hoạch tương lai của sư muội tôi có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của tiểu sư muội trở về yên bình rồi dần dần trở nên vui vẻ sảng khoái rõ ràng tương lai do tôi quy định sẽ khiến cho tiểu sư muội động tâm nói chuyện với sư muội cũng đã lâu có lẽ phương nhu cũng đã mệt mỏi cho nên lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ sâu tiếp tục tu dưỡng thế tiểu sư muội đã phục hồi trong lòng của tôi cảm thấy rất vui con người hay hồn phách đều như vậy chỉ cần có mục tiêu là hy vọng Con người ta sẽ biến thành như vậy Vì mục tiêu được trùng sinh Phương Nhu đã cố gắng phấn đấu để tìm được sinh cơ Tôi cũng rất muốn hoàn thành được mục tiêu này Không làm phiền sư muội tu dưỡng nữa Tôi liền thu hồi lại ý thức Thời gian thực bên ngoài cũng chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn Vũ đạo ra hoán cô nương chớp chớp đôi mắt đẹp bước tới Cô ta nhẹ giọng nói, Phương môn chủ, hai vị miếu chủ đã làm phản rồi, chúng tôi không còn ai quản nữa, không biết phương môn chủ. Cô ta đang thăm dò ý kiến của tôi, mấy chồng con quỷ quái đều quay đầu chăm chú nhìn tôi. Trong rồi đó có mấy con là bán bộ quỷ vương, thái độ của bọn chúng tỏ ra rất nghiêm túc. Đừng tận mắt chứng kiến giao tranh vừa rồi, cảnh tượng khủng bố địch nhân với thể tích to gấp 4 lần, cho dù là có chiến lược của bán bộ của quỷ vương, bọn chúng đều vô cùng kinh hãi. Hoán cô nương, chư vị, nếu như mọi người tin tưởng được phương mẫu, vậy thì hãy đi theo ta. Có điều ta yêu cầu các vị phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu có thể làm được điểm này, vậy thì ta sẽ tiếp nhận. Nếu không muốn bị thúc ước, vậy thì chúng ta đường ai nấy đi là được rồi. Chưa cũng không thể bỏ mặc bọn họ được, chỉ có thể đưa ra điều kiện sau đó sẽ thu nhận đám quỷ hồn này bởi vì tôi đang liên minh với hoàng lão lĩnh tôi nguyện ý nghe phương môn chủ chỉ huy hoán của nương biểu lộ thái độ đầu tiên mấy chục con quỷ quái đưa mắt nhìn nhau sau đó mới liên tục biểu đạt bọn chúng nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của tôi không có con quỷ quái nào tự động rời đi trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm này nếu như bọn chúng một mình rời đi chắc chắn khó giữ được mạng sống xem ra về điểm này chúng đều nhận thức rõ vậy thì được nếu mọi người đã đồng ý như vậy vậy thì ta sẽ chế định một chút về kế hoạch hành động mô thức biến hóa ở đây ta đã hiểu được rồi tôi nói lại rõ ràng hoàn cảnh hiện tại cho đám quỷ quái nghe một lượt nghe thấy sau mỗi bốn tiếng đồng hồ không gian trong trần pháp bảo sẽ tiến lên một tầng thức mới đám quỷ quái đều hạ hốc mồm vì kinh sợ theo như tôi phán đoán, đối phương nhiều nhất cũng chỉ khai khởi tầng thứ tư. Nếu như thực lực không đủ, có lẽ tiền cuốn đó chỉ khai khởi tầng thứ ba là cực hạn. Đám quỷ quái nghe xong đều vô cùng kinh hoàng. Không đúng, chỉ cần nghĩ tới tầng thứ tư, thể tích của đối phương sẽ lớn gấp 16 lần. Ai mà không kinh sợ đây? Đây không phải là tôi coi khinh đối phương dùng pháp thuật để biến thân hình to lớn ra mà đây chính là tăng thể tích thực. Chiến lược và tốc độ cũng theo đó mà tăng cao. Loại trạng thái vô cùng nguy hiểm này đối với đám quỷ quái có đạo hành cao nhất là bán bộ quỷ vương mà nói, cảm giác kinh sợ còn tăng lên rất nhiều. Phương môn chủ, trong hoàn cảnh vô cùng khủng bố này, làm sao để chúng ta bảo trì được tính mạng? Hoán cô nương đưa ra một vấn đề quan trọng nhất. Tôi đi đi lại lại mấy vòng, một lúc sau tôi mới nói Trước tiên chúng ta phải tìm một nơi dễ thủ khó công Làm nơi đồn trú Cần phải chú ý cần phải làm một cấm chế Hoặc là kiến trúc có tính phòng thủ tốt Nếu có lũ cốt thì là tốt nhất Không gian trong pháp khí hoàn toàn mô phỏng Theo hoàn cảnh của hoàng lão lĩnh Cũng chính là nói nơi thích hợp để phòng thủ tác chiến Không được mô phỏng giống như hoàng lão lĩnh Chỉ là mở rộng thể tích và phạm vi chúng ta phải tới nơi đó dựa vào lô cốt để phòng thủ thứ hai cần phải tìm hiểu thêm nhiều cao thủ tuyệt đỉnh tham gia vào đội ngũ của chúng ta hiện tại lực lượng của chúng ta còn quá yếu trong môi trường này có những trở ngại đối với chúng ta ý thức của ta không liên hệ với những cao thủ đang bị giam hãm ở nơi đây cho nên sau khi tìm được lô cốt an toàn và bố trí lực lượng xong ta sẽ đi tìm thêm những cao thủ đó bọn họ sẽ nhập vào đội ngũ bất kể là yêu ma quỷ quái hay pháp sư nhân loại chỉ lần bị chỉ cần bị giam hãm điều đó là những trợ thủ của chúng ta làm xong hai phương diện này công việc tiếp theo sẽ là tìm biện pháp phá cục việc này cần một khoảng thời gian cũng cần phải dựa vào vận khí tạm thời ta mới chỉ nghĩ được đến như vậy nếu như chư vị có biện pháp gì tốt hơn không ngại cứ nói ra Đông người suy nghĩ vốn vẫn tốt hơn nhất định sẽ tìm ra phương pháp hoán của đường và chúng quỷ đều sáng mắt lên bọn chúng đồng thời dư quỷ chảo ngón tay trò đồng loạt chỉ về một phương hướng thế thuận theo hướng tay chỉ của bọn chúng để quan sát chỉ thấy phía xa nơi phủ đầy băng tuyết một tòa nhà kiến trúc cao sừng sững phủ đầy băng tuyết không còn nghi ngờ gì nữa nơi mà bọn chúng chỉ chính là lô cốt phòng thủ Tôi rất quen thuộc với nơi đó. Lần đầu tiên tôi xâm nhập vào hoang lão lĩnh để truy bắt mấy lão quỷ bị truy nã. Tôi và Mông Thái đã giả trang làm lộc yêu và xà yêu. Sau đó chúng tôi đã lèn vào trong lễ hội. Hình tòa kiến trúc phủ đầy băng tuyết đó chỉ là biểu tượng. Tôi nhớ rõ ràng nơi đó có một lực trường cấm chế vô cùng khủng bố. Còn có cả một tòa công điện hắc quang to lớn. Đó chính là khu trung tâm của quỷ vực hoàng lão lĩnh khi đó cũng chính tại nơi này. Lần đầu tiên tôi giao đấu với lại thủ lĩnh mỹ nữ lão quỷ vạn năm tôn ngạo quân. Tôi biết đó là khu trung tâm của hoàng lão lĩnh. Nhưng trong ấn tượng của tôi, ngoài trừ lực trường cấm chế ra, hình như không có nhiều thủ đoạn phòng ngự thì phải. Lực trường cấm chế trong không gian của pháp bảo rất dễ bị phá vỡ. Thu lại ánh mắt tôi nghi hoặc nhìn chúng quỷ, trong đầu của tôi hiện lên một cảnh tượng đại quỷ lực trường bị nam nhân trong đó quỷ hoa tùy tiện một chiều phá vỡ do vì nơi đây do kẻ đó làm chủ chỉ dựa vào lực trường cấm chế của cung điện hắc quang thật ra không được coi là một nơi dễ thủ khó công trước đó tôi cũng đã từng nghĩ tới nhưng sau đó thì đã phủ quyết phương môn chủ đã lâu môn chủ không tới hoàng lão lĩnh nơi đây có những thay đổi rất lớn trọng tâm nhất chính là bên trong cung điện hắc quang nơi đó đã biến thành một đồn lũy phòng thủ chỉ cần môn chủ đi tới đó môn chủ sẽ hiểu được tại sao chúng tôi lại chỉ về nơi đó nó đã hoàn toàn biến đổi rồi hoãn cô nương hiểu rất rõ về lần đầu tiên tôi tới hoàng lão lĩnh cũng đã biết được rằng tôi đã tới cung điện hắc quang cho nên cô ta mới giải thích như vậy hoãn cô nương vừa nói xong thì đám quỷ nhau nhau lên phụ họa bọn chúng nói rằng nơi đó không còn giống như ngày trước nữa rồi hoàn toàn phù hợp dùng để làm nơi phòng thủ chúng quỷ đều nói như vậy đương nhiên là tôi phải tin rồi tôi phóng tầm mắt nhìn về phía xa xa ở nơi đó có vô số những tòa kiến trúc quả nhiên đúng như lời của đám quỷ đã nói xem ra khu vực quảng trường lớn trước cung điện hắc quang đã hoàn toàn thay đổi diện mạo rất thích hợp để phòng thủ. Cũng tốt, có một nơi để phòng thủ như vậy, có thể tăng thêm rất nhiều sinh cơ. Nếu đã như vậy, chúng ta không nên chậm trễ, tất cả lên đường thôi. Không được bay cố gắng tăng ẩn thân hình đi, mọi người phải chú ý điểm này. Nơi đây có quá nhiều yêu ma quỷ quái của đối phương, nếu gặp phải chúng ta sẽ chống lại. Cho dù chúng ta có tặng ẩn đi khí tức có lẽ chúng ta cũng khó tránh khỏi Còn mắt đang chăm chú theo dõi Của kẻ bày bố cục thế Có điều ta đoán không phải Lúc nào hắn ta cũng chú ý tới chúng ta Bởi vì phạm vi ở nơi đây Quá rộng lớn Hắn ta còn phải chú ý tới nhiều Những mục tiêu khác Đã bị nhấp dẫn vào trong cục Tinh lực của cá nhân chỉ có hạn Không thể bất cứ lúc nào Cũng có thể quan sát chúng ta được cho nên nếu vận khí của chúng ta may mắn, chúng ta tăng ẩn đi khí tức, cũng có thể tới được nơi đó. Nhưng mà... Tôi vẫn còn một điểm đang nghi ngờ. Nhưng mà làm sao? Hoán cô nương vội lên tiếng hỏi. Sẽ có thể nơi đó đã bị tên địch chiếm lĩnh. Nếu như binh lực của đối phương quá mạnh, chúng ta sẽ phải tạm thời rút lui. Đương nhiên đây chỉ là một loại tính khả năng. Nếu vận khí tốt, nơi đó đang trong tình trạng vô chủ, Điều này cũng rất có thể. Mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý tốt. Chúng tôi rõ rồi. Hoán cô nương và chúng quỷ đồng thanh đáp lại. Tất cả theo hàng ngũ xuất phát. Tôi vậy tay ra lệnh bản thân tôi đi đầu tiên. Mấy còn bán bộ quỷ vương cầm vũ khí đoạn hậu. Hoán cô nương và chúng quỷ đi ở giữa. Chúng tôi đều thu lại khí tức nhằm thẳng mục tiêu trên con đường đầy băng tuyết mà tiến lên đám quỷ quái không dám tùy tiện bay bởi đi như thế này quá lộ liễu rất dễ bị đối phương công kích đó tuyệt đối là hành vi tự tìm đường đến cái chết không nói đến những thứ khác chỉ nói đến mấy thứ vũ nữ lưu ly để tăng thể tích lên gấp bốn lần như vậy cũng đã đủ khiến cho chúng tôi gặp rắc rối an toàn là trên hết vẫn là đi bộ từng bước ổn thỏa hơn chỉ là hao tốn thêm một chút sức lực và thời gian mà thôi Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên cũng coi như khá thuận lợi. Chúng tôi không hề gặp đám yêu ma quỷ quái ra quấy nhiễu. Nhưng trong lòng của tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác. Tiểu ký đóa quỷ hoa màn chu sa đỏ sau gáy, nó có tác dụng trực tiếp lên âm hồn. Dòng pháp thuật cũng khó mà khu trừ được hết. Cho nên nói kẻ bố cầu sẽ không qua tiểu ký để tìm được tung tích của chúng tôi. Đồng thời bày bố những cuộc công kích càng khủng bố hơn Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên không bị công kích, rất có khả năng như tính toán của tôi. Kẻ bố cùng không chỉ quan sát mỗi mình tôi, bởi vì trong không gian của pháp bảo nhiếp thụ vào rất nhiều mục tiêu. Nhưng cũng có khả năng là đối phương luôn chú ý theo dõi tôi. Nhưng có lẽ là xem không đã, cho nên đối phương đang bố trí những trường cảnh đầy kích thích. Tất cả đều là khả năng. Tiêu thị trên cổ của chúng tôi khiến chúng tôi không thể độn hình được. Nhưng không phải là tôi không có biện pháp. Nếu như tôi thi triển pháp thuật ngụy trang trong đại vũ chú thuật có thể di chuyển tiêu ký trên người tôi sang âm hồn giả. Ngay cả thiên kiếp còn không phân biệt được âm hồn thật giả, huống hồ là tiêu ký đóa quỷ hoa mạn chu sa. Nhưng tôi không định sử dụng ngay pháp thuật này. Tạm thời cứ duy trì trạng thái này đã. Tôi ngầm cảm giác được khi không gian trong pháp bảo thăng tiến lên đến tầng thứ ba thứ tư đối phương mới phát động một cuộc đại hình công kích ở à, tầng thứ hai có lẽ đối phương không nắm được phần thắng chẳng phải hắn ta đã được xem tôi chạm sắt vợ chồng tây vương rồi sao nam nhân trong đóa quỳ hoa đó đã thu lại sự công kích hắn ta còn máu lạnh nói một câu rất thú vị đồ mọi phán đoán tôi nghĩ đối phương còn chưa nắm chắc có thể tiêu diệt được tôi hay không cho nên đợi không gian trong pháp khí đã tăng lên từ tầng thứ ba khi đó mới là lúc hắn ta sắp xếp một cuộc đại hình công kích tại sao hắn ta không lập tức nhiếp thủ tôi vào tầng không gian thứ tư đều tiêu diệt đây tôi nghĩ rất có thể là do hai nguyên nhân trong mọi trò chơi đều có một nguyên tắc từ tầng một lên đến tầng bốn đừng nhìn thích tôi từng bước từng bước tiến tới chỗ bị diệt vong quá trình này mới khiến cho kẻ có tâm lý bệnh hoạn như hắn ta cảm thấy rất hứng thú còn một nguyên nhân khác nữa đó là trình độ trường khống thứ pháp khí này của hắn ta còn quá kém ngoài việc khai khởi đính tầng không gian thứ tư hắn ta không có cách gì để trực tiếp nhiếp thủ mục tiêu vào tầng thứ tư chỉ có thể khai khởi thứ tự từ từng tầng một nếu đây là sự thật vậy thì rất có lợi đối với tôi singer của tôi đã mở rộng hơn nhiều Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cảm giác có lẽ tôi không hề tính toán sai. Và lúc này thì một tiếng động tính rất nhỏ vang lên trong tay tôi. Tôi lập tức giơ tay lên ra hiệu, đồng thời tôi vội vàng dừng lại. Mấy chồng con quỷ quái phía sau cũng đứng cận lại, tất cả đều nghi hoặc quay ra nhìn tôi. Mọi người mau nấp đi, ta đi lên phía trước thêm thăm dò xem sao. Tôi chỉ tay vào một sân cốc đang ngập chìm trong lớp sương mù dày đặc rồi quay ra dặn dò đám quỷ quái. Tuần bệnh. Hoãn cô nương và đám quỷ quái lập tức tìm một nơi để ẩn nấp, đồng thời bố trí lên một lực trường cấm chế nhỏ có tính phòng vệ. Tôi nhìn mấy con bán bộ quỷ vương Giang hiệu cho bọn chúng phải chú tâm. Mấy con bán bộ quỷ vương đều gật đầu, tay nắm chặt lấy vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Tôi không ngờ nhẹ nhàng di chuyển trên lớp tuyết, tiếp cận nơi phát ra động tĩnh đó. Qua một vòng chân núi thì trong âm dương nhãn của tôi, một trùng lực trường kết giới đã hiện ra. Rất rõ ràng trong quỷ thuật lực trường đã có sự việc phát sinh, nhưng rốt cuộc là việc gì đây? Tính hiếu kỳ của tôi bắt đầu nổi lên, tôi tập trung tinh thần để phân tích phương thức tổ thành của kết giới. Giây phút tiếp theo tôi chỉ tay vào một vị trí. Một tiếng động tính nhỏ vang lên, một lỗ động có đường kính 2 mét lập tức xuất hiện chui vào trong lỗ động. Phía sau lưng tôi kết giới đã nhẹ nhàng đóng lại, cũng không làm kinh động đến kẻ bầy bố ra lực trường. Những tiếng nổ đình tài nhức ốc, những đạo quang sung thiên. Bên trong khu vực bao bọc lực trường, tất cả núi non cây cỏ đều bị săn phẳng, khắp nơi đầy những luồng năng lượng hỗn loạn. Nơi đây đang diễn ra một cuộc giao tranh vô cùng thảm liệt. Tôi đã ở bên trong lực trường của kết giới vừa đưa mắt nhìn đã nghe thấy những tiếng động tính. Tôi vội vàng nấp sau một tảng đá lớn đầy những vết nứt, sau đó thì thò đầu ra ngoài quan sát. Đầm vào mắt của tôi là hơn chục bóng ảnh cực kỳ to lớn. Cách chỗ tôi chừng mấy trường là một con vườn cực lớn, toàn thân của nó đầy những sợi lông màu đỏ kim, sắc bén như là đao kiếm. Nó đang cầm trên tay một cây gậy đá dài 10 trường Nó đang công kích vào đám đông hỗn loạn, mỗi một nhát gậy giáng xuống đều khiến cho mặt đất nứt toác cả ra. Bên cạnh con vườn đó là một con gấu đen càng cao to hơn, hùng mãnh hơn. Con gấu đen đang vùng bàn tay khủng bố lên đánh ra những đòn trí mạng. Một con đài bàng được giống như là hồ báo xài lanh, nhân bản trông vô cùng khủng bố, đang nỗ lực công kích. Yêu khí xung thiền tiếng cầm gừ của nó khiến cho người ta phải ngất đi vì sợ hãi hơn rộng con yêu thú này đang hiện thân trong chiến trường những con cửa thú này trong môi trường này có thể tích đều được nhân lên vốn dĩ thân hình của chúng trước đó không hề to lớn như vậy có điều chiến lực của chúng lúc này đã ngang bằng với chiến lực của yêu vương do vì thân thể đã to lớn gấp bốn lần cho nên chiến lực cũng vì vậy mà tăng lên lần công kích vật lý cũng khủng bố hơn với số lượng nhiều lại tập trung vây công Thế lực thực sự rất đáng sợ. Tôi chỉ nhìn lướt qua đám cự thú yêu vương, ánh mắt của tôi lập tức tập trung vào thân ảnh đang bị đám cự yêu vương vây công. Thân ảnh đó có thể tích bình thường. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy thân ảnh đó, khóe mắt của tôi dội lên một cơn đau kịch liệt. Có lẽ khóe mắt của tôi đã bị rách ra rồi. Bởi vì trong ký ức thâm sâu của tôi, tôi đã nghĩ rằng không bao giờ còn gặp lại con người này nữa đó chính là một nữ nhân một tuyệt thế mỹ nhân khổng phi là mẹ của cô gái có tuyệt kỹ thôi miên khổng tinh mắt tôi mở ra trận chừng, chừng cơ hội sắp ngất đi rồi tôi liên tục dội mắt cơ hội như là không tin vào cảnh tượng mà tôi đang nhìn thấy khổng phi mẹ của khổng tinh chính là sản vật dựa vào huyết dáng để mà mượn sắc hoàn hồn khi đó khổng phi đã sử dụng tâm huyết của tôi cho nên tướng mạo và sinh mệnh rất kinh hồn nhưng vẫn phải chịu sự hạn chế của thời gian. Loại pháp thuật này là do khổng tinh đã hy sinh 30 năm dương thọ để đổi lấy, nhưng chỉ có thể duy trì được sinh cơ cho khổng phi trong vòng 30 tháng. Sau đó linh hồn vẫn phải xuống địa phủ, thế còn lại chỉ là một thi thể. Nhưng vì khổng tinh đã thi hành cấm thuật mượn sắc hoàn hồn, vốn dĩ cô ta có thể sống tới 89 tuổi, thế nhưng mà chỉ còn lại có 59 tuổi. Hơn nữa sau khi chết, hồn phách của cô ta còn phải bị địa phủ trừng phạt, sẽ phải chịu thu hình dưới địa ngục 100 năm. Chỉ vì muốn cho mẹ ruột khổng phi được tự do đi báo hận rửa thù, trong vòng 3 tháng, khổng Tinh đã phải trả một cây giá vô cùng đắt. Sự kiện này đã khiến cho tâm linh của tôi bị chấn động rất sâu sắc, làm cho tôi có thể quên đi được. Hồi tưởng lại lần đầu tiên tôi gặp lại Khổng Phi Chính là trong quỷ cục trên du thuyền Chỉ trong nháy mắt thời gian đã trôi qua rất lâu Nếu tính theo thời gian Thời hạn bà tháng đã sớm trôi qua rồi Cũng chính đã nói công cuộc báo thù đã thành công Mối hận của Khổng Phi đã kết liễu Đáng lẽ Khổng Phi đã phải rời khỏi dương thế Để mà xuống âm ti báo danh Tấm thần sắc đó cũng đã vội xuống bà tức đất chỉ còn lại một bộ xương trắng mới phải. Nếu đúng là như vậy, ở đây đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng rồi. Cảnh thường trước mắt của tôi, Khổng Phi đang đánh nhau với hơn chục con dị yêu cực thú. Suất của cô ta là ai đây? Làm sao có thể ký thác vào thân xác của Khổng Phi? Còn có thể đây là một thủ đoạn tương tự như là sư nương đã dung hợp cùng với thân xác. Thế nhưng những nghi vấn liên tục dâng lên trong đầu của tôi, mí mắt của tôi liên tục giật giật. Nhờ thấy nữ nhân này đang tránh né những đòn công kích của đám dị yêu cự thú, thỉnh thoảng lại vung tay phản kích lại. Tôi có thể nhận thấy đạo hành của khổng phi trước mắt cực kỳ cao, ít nhất cũng phải đạt tới cấp độ lục địa thần tiên trung sai. Thậm chí có thể đạt tới cấp độ đỉnh phong của lục địa thần tiên viên mãn, thì cũng đã dự định tạm thời ẩn nấp quan sát rồi mới tính. Nhưng mà do vì đạo hành của nữ nhân này quá cao, tôi không tự tin với thủ đoàn tàng ẩn của mình. Ngẫm nghĩ hỏi lâu một ý tưởng đã xuất hiện. Lão quỷ đổ mai quân trong người giấy đã được tôi gọi ra. Có lão quỷ này giúp tôi ra chỉ hiệu tàng ẩn. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ không bị nữ nhân kia và đám dị yêu cử thú phát giác ra được lão quỷ đồ mai quân đã xuất hiện tôi dùng tâm niệm để liên thông lão quỷ lập tức biết được ý định của tôi lão quỷ đưa tay vào mái tóc trắng rồi lấy ra một sợi tóc bạc vừa Và gặp vài gió sợi tóc liền biến thành một sợi dây bạc đầu sợi dây bạc vô cùng sắc nhọn chỉ cần thoáng nhìn cũng đã khiến cho người ta phải kinh sợ lão quỷ lầm nhầm niệm chú ngữ chỉ thấy sợi bạc lóe lên một đạo quang hệ thái lập tức biến tội sợi dây đã biến thành một sợi xích bạc. Đầu trên được nối liền với một lưỡi dao bạc vô cùng sắc nhọn. Liền ngay sau đó, lão quỷ chỉ tay sợi xích bạc lóe lên những đạo bạch quang. Những đạo bạch quang này đan xuyên vào nhau, hình thành trạng thái của một chiếc lồng bạc. Tôi và lão quỷ đều ở trong chiếc lồng bạc đó. Tôi cảm nhận được công năng tăng ẩn của mình đã tăng lên gấp mấy lần. Có lẽ đám dị yêu cử thú và nữ nhân thần mật kia sẽ không thể phát hiện tôi được. Liên quan về thứ vũ khí kỳ binh của lão quỷ đồ mai quân, tôi luôn cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng tôi vẫn chưa hề lên tiếng hỏi. Lúc này đang trong trạng thái ý niệm tương liên, tôi quyết định sẽ hỏi lão quỷ. Lão quỷ đồ mai quân, thứ vũ khí kỳ binh này thực sự có diệu dụng vô cùng. Ta nhớ lần trước khi chúng ta giao đấu, khi đó ngươi sử dụng là một sợi dây bạc, đầu dây có gắn mũi dao rất nhọn. Nhưng lúc trước khi cùng ta giao đấu với vợ chồng Tây Vương Ngươi lại sử dụng một dây xích màu bạc Khi đó ta đã rất muốn hỏi Chẳng lẽ loại binh khí này có thể biến thành nhiều hình dạng Môn chủ nói không sai Loại vũ khí này có ba loại hình thái Loại thứ nhất là hình thái sợi dây màu bạc Loại thứ hai môn chủ cũng đã nhìn thấy rồi Khi ngành chiến vợ chồng Tây Vương Nó có hình thái của một sợi dây xích Còn loại hình thái thứ ba Đáng tiếc ta còn chưa biết được nó có hình thái như thế nào. Vì Đại Tông Sư chế luyện ra vũ khí này đã nói cho ta biết, chỉ khi đạo hành của ta đạt đến Đại Quỷ Vương Đỉnh Phong, ngang bằng với cấp độ bán bộ phi tiên đại viên mãn của Pháp Sư Nhân Loại, ta mới có thể dùng hồn khí để thúc động được loại hình thái thứ ba. Theo như lời của vị Tông Sư đó đã nói, loại hình thái thứ ba có tiềm tàng công kích lực đến mức không thể tưởng tượng được đáng tiếc đại quỷ vương định phong nhất đừng nghĩ là chỉ có thấp kém hơn một chút kỳ thực đó là một khoảng cách xa diệu vời rất có thể cho dù nỗ lực thêm 10 vạn năm nữa cũng không thể đạt được nói đến đây thì lão quỷ đổ mai quân có chút bất lực Tôi cũng hiểu được tâm lý của lão ta bị giam cầm với bao nhiêu điều kiện hạn chế khác rất nhiều cao tổ đã bị mắc lại ở một nút thắt rất nhiều năm mà không thể đột phá nổi Chẳng chí còn phát sinh ra tình trạng đạo hạnh bị tụt xuống. Rất rõ ràng lão quỷ đổ mai quân cũng bị mắc lại tầng thứ này rất lâu. Đây không phải là điều kiện vật chất như là dùng minh tinh là có thể giải quyết được. Tới giai đoạn của lão quỷ, nếu muốn tăng tiến tất cả đều phải dựa vào một chữ ngộ. Ngộ đạo nói rất thì dễ, thế nhưng mà có rất nhiều cao thủ không sao có thể ngộ đạo được. Đương nhiên sẽ không đạt được tầng thứ tình phong bị mắc lại ở một tầng thứ dài quá, tâm lý sẽ càng nóng nảy, do vậy càng không thể ngộ đạo được. Lão quỷ đổ mai quân, người không nên buồn chán, tuy rằng đạo hành của ngươi trong suốt hàng nghìn năm qua vẫn không thẳng tiến được, nhưng đó không đại biểu là không có hy vọng. Nhất định sẽ có một ngày nào đó, đột nhiên ngươi sẽ khai ngộ, thẳng tiến lên tầng trên rồi. Tôi chỉ có thể dùng lời lẽ tốt đẹp để an ủi, Cảm ơn cầu chúc tốt lành của môn chủ. Lão quỷ đổ mai quân nhỏ giọng đáp lại. Tôi cũng không tiện nói nhiều, thế nên tôi liền thay đổi đề tài. Đổ mai quân, thì vũ khí kỳ binh của ngươi có tên gọi là gì? Nó có ba loại hình thái. Vậy thì hình thái sợi dây bạc và sợi xích bạc có điều gì khác biệt? Năm xưa khi giao đấu với ta, đó là hình thái sợi dây bạc. Tại sao không sử dụng hình thái thứ hai? Tôi rất hiếu kỳ về điểm này, cho nên tôi tiếp tục hỏi cũng là để thay đổi đề tài vì đại tông sư chế luyện ra vũ khí này không hề đặt tên ông ta chỉ nói nếu một ngày nào đó ta thúc động được hình thái thứ ba khi đó ta sẽ có đủ tư cách để đặt tên ta xấu hổ suốt mấy nghìn năm qua ta vẫn chưa thúc động được hình thái thứ ba của thứ bảo vật này cho nên nó không hề có tên lão quỷ đổ mai quân lên tiếng giải thích còn tại sao lại đối chiến với lệ môn chủ và vợ chồng Tây Vương, ta lại sử dụng hai hình thái của binh khí, kỳ thực phải dựa theo trình độ giao đấu để quyết định. Năm xưa khi giao đấu với lẻ môn chủ, dưới tay của lão thần có rất nhiều cự quái làm trợ thủ. Bọn chúng liên hợp lại, bản thân của lão thân cũng không cần phải xông pha, cho nên chỉ cần thúc động trạng thái thứ nhất để giao đấu với môn chủ. Vốn dĩ khi đó lão thần đang chiếm thế thượng phong, Thế nhưng mà không biết môn chủ đã sử dụng bí thuật gì. Trong nháy mắt đã thay chuyển cục thế, bản thân đã bị thu vào điểm đen trong tâm trường. Sự việc phát sinh ra quá nhanh, lão thân không kịp thúc động trạng thái thứ hai. Về sau đó thì đám cử quái trong sự kiện chiếc hũ sành bị môn chủ thích phóng ra để chống chọi lại công kích của Nguyệt Hoa. Tất cả đều đã bị tiêu diệt. Lão thần đã trở thành tư lệnh không quân. Đối chiến với vợ chồng Tây Vương lão Thân phải tự thân chiến đấu. Không có chiến đội cử quái trợ giúp, đương nhiên lão thân phải thúc động hình thái thứ hai. Chính đã dùng sợi xích bạc để công kích. Làm như vậy lực công kích trong hình thái thứ hai được tăng lên gấp mấy lần. Như vậy mới có thể giúp được môn chủ và mông thái. Cuối cùng đã chạm sát được vợ chồng Tây Vương. Như vậy môn chủ đã hiểu được rồi phải không? Lão quỷ đổ mai quân phân tích một hồi, tôi có thể nhận thấy việc tôi làm tổn thất chiến đội cự quái trong lòng của lão quỷ đồ mai quân vô cùng oán hận tôi vì đã bị khống chế cho nên lão quỷ không biểu hiện sự oán hận mà thôi nhưng không đại biểu trong tâm lão quỷ không oán hận toàn thân của tôi đã ra đầy mồ hôi lệnh thì lão quỷ đang ở trong trạng thái bị khống chế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu nói vừa rồi không cần phải nghi ngờ nếu có một cao thủ nào đó giúp áo quỷ đổ mai quân thoát khỏi pháp thuật khống chế của tôi. Sau khi thoát khỏi sự khống chế, việc đầu tiên cần làm chính là báo thù. Lão quỷ sẽ tiến hành công cuộc báo thù nhằm vào tôi. Đã hiểu đừng trong tình huống nào, lão quỷ đổ mai quân sẽ sử dụng được hình thái nào của vũ khí kỳ môn. Nhưng trong lòng tôi không hề vui, thậm chí là còn có chút lo sợ. Tôi chỉ biết cười gượng rồi truyền âm Lão quỷ đổ mai quân Ta biết người rất đau lòng Vì sự tổn thất của chín đội cự quái Nhưng khi đó ta không còn biện pháp gì cả Tóm lại ta không thể để Nguyệt Hoa Đánh cho hồn phách tan thành trong mảnh Sau đó lại bị tống vào những dị độ không gian Vậy thì cầm chắc cái chết rồi Như thế này đi Ta sẽ giúp ngươi tìm được một cơ chế để ngộ đạo Bộ lại sự tổn thất về chín đội cự quái Người thấy có được hay không? đã tạm buồn chủ. Đồng bài quần rất cảm kích, lão quỷ đáp lại bằng giọng điệu không hề có cảm xúc. Có lẽ lão quỷ cho rằng đó chỉ là một lời sáo rỗng. Nói chuyện với lại một quỷ vương bị khống chế thực sự rất nhàm chán. Tôi đã nhớ tới bọn tiểu tiên, vẫn là nói chuyện với đám quỷ quái cam tâm tình nguyện đi theo vẫn thoải mái hơn. Phải rồi, người nói là vì đại tông sư chế luyện vũ khí đó là ai? Tôi tùy tiện hỏi thêm một câu, Cửa tượng vương ở về hồn triều trạch. Lão quỷ đổ mai quân bình tĩnh trả lời. Trong lòng của tôi chấn động, hóa ra cửa tượng vương chính là người đang luyện chế ra vũ khí kỳ môn này. Đúng là một chuyên gia chế tạo vũ khí vô cùng lợi hại. Cảnh tượng khổng phi đá vằng con vườn khổng lồ đập vào mắt tôi. Khóe mắt của tôi giật giật tôi liền hỏi. Nếu ta nhờ cử tượng vương luyện chế cho một bộ chiến giáp có mấy loại hình thái biến hóa, không biết sẽ phải trả bao nhiêu thủ lao. Nhất lại, năm xưa giết về hồn Triều Trạch, tôi đã từng gặp gỡ cửa tượng và con của nó, bất giác tôi mỉm cười. Nguyên liệu tự chuẩn bị, 10 vạn viên minh tinh loại thượng đẳng, ngoài ra còn phải hoàn thành một điều kiện nào đó mà cửa tượng vương đề ra. Như vậy, cửa tượng vương sẽ chế tạo giúp bình khí hoặc chiến giáp. Đây là giá cửa tượng vương niêm yết công khai. Trong đầu của tôi như có hàng vạn con đặc trùng dị thú chạy qua, tôi thầm mắng cửa tượng vương vài câu. Nguyên liệu tự chuẩn bị thì hợp lý, thế nhưng mà 10 vạn viên minh tinh thượng đẳng thì là quá đáng. Đây đúng là sư tử há mồm. Còn chưa nói đến việc phải hoàn thành một điều kiện nào đó của cửa tượng vương đưa ra. Muốn vị này chế luyện binh khí và chiến giáp, cần phải chuẩn bị tinh thần làm con cháu, tôi thực sự không thích thú việc này. Đầu Mai Quân, Người hãy thành thực nói cho ta biết Người có quen biết với cửa tượng vương không? Bất kể là có quen hay là không Cho dù là thiên vương hạ phạm Nếu đã yêu cầu cử tượng vương chế luyện binh khí Tất cả đều phải trả một khoản thù lao giống nhau Năm xưa lão thần đã phải trả 10 vạn viên minh tinh Sau đó còn giúp cử tượng vương đi thu thập kỳ hoa dị thảo Khi đó mới có được thứ binh khí này Lão quỷ đổ mai quân thành thực đáp nhất thời tôi không còn biết nói gì nữa năm xưa cửa tượng vương đã tặng cho tôi và niệm dao một bộ khôi giáp bằng vầy của con cửa tượng nhưng chỉ có thời hạn sử dụng trong nửa tháng hóa ra khi đó cửa tượng vương cảm ơn tôi vì đã bảo vệ con của nó cho nên mới hào phóng như vậy trận chiến phía xa đã đi đến hồi gất cây cấn những tiếng nổ liên tiếp vang lên một con yêu tú năm đầu to lớn đã bị đánh ngã thân hình nữ nhân tiến thoái như là con thoi với một tốc độ cực nhanh chỉ thấy để lại những tàn ảnh vũ khí trên tay vũ động. mấy con cửa thú đó có đầu lâu to đã bị chấm đứt cùng với những tiếng kêu mấy chiếc đầu lâu bị văng lên không trung máu tươi phun thành vòi nữ nhân thần bí này liền một lúc giết chết nằm con cửa thú ra tay rất dứt khoát và tàn độc nữ nhân này thực sự khiến tôi phải chấn kinh quá lợi hại môn chủ Nữ nhân thần bí này quá mạnh, giết yêu vương dễ như trở bàn tay. Thể tích của nữ nhân này không biến đổi. Có lẽ là bạn không phải là địch, thế là may rồi. Lão quỷ đổ mai quân cũng rất chấn kinh, lão quỷ buồn miệng nói ra câu này. Thì cũng tán thành quan điểm của lão quỷ đồ mai quân. Âm hồn thần bí nào đó đã dung hợp với thần xác của khổng phi. thực sự là quá cường hãn. Chỉ một vung tay năm con yêu vương đã bị bay đầu, lại còn là yêu vương có thể tích lớn gấp bốn lần nữa chứ bản thân của nữ nhân một mình trong vòng vây mà tả sung hữu đột có thể thấy nữ nhân này lợi hại đến thế nào tốt nhất là không nên làm kẻ địch của tôi nếu không hậu quả sẽ không thể lường được mấy con cửa thú yêu vương còn sống sót phẫn nộ gầm lên giây phút tiếp theo nó liền vung cây gậy đá lên ngăn chặn đòn công kích của nữ nhân kia là giống lên một tiếng rồi quay lưng bỏ chạy. Tốc độ của nó chạy cực nhanh, chỉ trong nhảy mắt nó đã phá tung lực trường kết giới rồi chạy thoát. Thân ảnh của nó loáng lên mấy cái trên nền tuyết trắng là mất tích. Những con cửa thú yêu vương còn lại cũng là một động tác, bọn chúng chạy tứ tán khắp nơi. Nên nhân đó từ từ hạ xuống đất, mắt dõi theo mấy con cửa thú yêu vương đã bỏ chạy. Nhưng nữ nhân đó không có ý định đuổi theo, chỉ trong nháy mắt đám cửa thú yêu vương còn sống đã biến mất. Chỉ còn lại năm cái đầu lâu của năm con cửa thú đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Tất cả đều chết không nhắm mắt. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được âm hồn của năm con yêu vương đó vẫn tồn tại. Nên nhân này tuy ra tay tàn độc nhưng cũng không đuổi tận giết tuyệt để mặc cho âm hồn của chúng chạy trốn. Xem ra cô ta vẫn còn có tính người nữ nhân hừ lạnh một tiếng rồi lấy ra một chiếc khăn tay trắng lên lau mặt. Tiếp theo cô ta chậm rãi đi tới bên thi thể của một con cự thú. Bàn tay hình thành thế sao? Phòng một tiếng bàn tay đâm xuyên vào vị trí tim của con cự thú. Giây phút tiếp theo một đạo hồng quang tàn phát ra. Một vật yêu tình to bằng nắm tay đã được móc ra. Khói mắt của tôi giật giật, hành vi của nữ nhân này quá tàn khốc. Yêu tình là một thứ rất tốt, ít nhất phải là những con yêu quái có đạo hành đã tấn phong lên tới cấp vương mới có cơ hội diên sinh ra thứ yêu tinh này không phải bất cứ con yêu vương nào trong người cũng yêu tinh thứ này còn hiếm hơn là minh tinh rất nhiều trong yêu tinh đều là yêu lực được nén bằng áp suất cực điểm đối với bất cứ một yêu vương nào cũng có sự hấp dẫn chính mạng nó có tác dụng giống minh tình đối với âm hồn nữ nhân này tiếp tục một động tác với những thi thể yêu vương còn lại mà lát sau trên tay của nữ nhân xuất hiện một tinh thể màu trắng to bằng quả trứng gà trên thân thể năm con yêu vương chỉ tìm được hai viên yêu tinh quả nhiên thứ sản vật này rất hiếm có có vẻ như những nữ nhân đó rất hài lòng trên khuôn mặt nữ nhân nở một nụ cười mãn nguyện sau khi xử lý sạch sẽ hai viên yêu tinh rời cho vật trong túi nên nhân vội tay rồi quay đầu hướng về tôi nhẹ giọng đã tới đây rồi sao còn chưa hiện thân nghe câu nói này cả tôi và lão quỷ đồ mai quân đều giật mình chấn kinh cần phải biết được rằng vì đề phòng đối phương phát hiện ra cả ngày chúng tôi đều đã thi triển mấy loại pháp thuật để ẩn hình còn chưa nói đến lão quỷ đồ mai quân đã thúc động vũ khí kỳ môn với hình thái thứ hai để tăng thêm công năng vậy mà đối phương vẫn phát hiện ra có còn thiên đạo gì nữa không? Trong đầu của tôi thầm nghĩ Có lẽ là khi chúng tôi mới tới Nữ nhân này đã phát hiện ra được hành tung của chúng tôi rồi Nếu trước khi mà tôi bước chân vào lực trường Tôi đã thích phóng ra lão quỷ đổ mai quân để trợ giúp Có lẽ nữ nhân này sẽ không phát hiện ra được Bất kể là như thế nào dù sao thì đối phương cũng đã phát hiện ra rồi Vậy thì tôi bắt buộc phải lộ mặt không thể giấu đầu hở đuôi được nữa. Tôi ra hiểu cho lão quỷ đồ mai quân. Lão quỷ liền vung tay thu lại binh khí, sau đó lại bay vào trong người giấy. Tôi chậm rãi từ sau tàng đá bước ra. Tôi mỉm cười thật tươi trước mặt của mỹ nhân đang ngạo nghễ trên nền tuyết trắng. Võ thuật tuyệt luân thật diễm phúc khi được chứng kiến một trận đấu như vậy. Một mình đông lại còn giành được thắng lợi bái phục. Bản toàn là phương cương môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, được bạn bài yêu quý cho nên tặng cho danh hiệu là Bạch Phát Quỷ Sư. Xin hỏi các hạ làm. Tôi dừng lại ở vị trí cách nữ nhân này 50 mét. Sau khi đã tự thông báo danh tính, tôi đưa ra hỏi một câu thăm dò. Phượng Lão Đệ tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nằm ngoài dữ liệu của tôi hình như nữ nhân này đã nhận ra tôi. Âm thanh giọng nói không hề sai. Vẫn là giọng nói của Khổng Phi Nhưng mà tôi hiểu rất rõ Đây tuyệt đối không phải là Khổng Phi Các hạ quen biết ta ư Rốt cuộc các hạ là ai Xin hãy trả lời thành thực Tôi cao mày âm thầm vận hành pháp lực Nếu như có đột biến Tôi sẵn sàng ứng phó lại được ngay Oái sao người lại nói như vậy Ngươi không nhận ra ta ư Ồ thì ra ngươi quên rồi Khi chúng ta mới gặp nhau Ta vẫn còn chưa có thần xác Ta cũng quên mất điều này cũng không biết là do nữ nhân này có cố ý hay không. Cô ta trả lời một câu, nhưng lại không nói bản thân của mình là ai. Các hạ, trêu đùa ta thì có gì hứng thú. Trực tiếp nói ra bản thân của mình là ai có tốt hơn không. Tôi câu mày đáp lại. Con người này sao lại ăn nói với tỷ tỷ như vậy? Tạm thời chưa nói đến những thứ khác. Người tự nhìn mà xem, thân sắc của ta như thế nào có đẹp không? Người có thích không? đối phương tựa như không hiểu được vấn đề của tôi hoàng đối phương cố ý trêu tôi cô ta vừa nói vừa uốn néo quay người ý muốn tôi xem cô ta có đẹp hay không đồ thần kinh tôi thầm mắng đối phương nhưng mà tôi cũng có chút úy kỵ đối với nữ nhân này đồng thời cũng muốn kết làm đồng minh để cùng nhau chống lại nguy cơ này thế nên tôi vẫn nhẫn nhịn nói các hạ nên tự trọng một chút các hạ là tỷ tỷ của ai? Bản tòa không quen biết các hạ. Có điều sự thật là các hạ rất đẹp. Thật sao? Ta đã nói với am muội rồi mà. Thân sắc này không những có từ chất rất tốt, lại vô cùng xinh đẹp. Trước khi am muội còn không thích bộ dạng này, am muội vẫn muốn ta dung hợp với thân xác có liên quan đến nhân quả. Tuy thân xác đó có đẹp hơn một chút, nhưng ta đã thanh tỉnh rồi, ta kiên quyết sử dụng một thân xác không liên quan đến nhân quả. Trải qua vô cùng gian khổ cuối cùng ta đã dung hợp thành công. Nữ nhân vừa nói vừa cười với tôi. a muội toàn lãnh ám, vậy thì các hạ chính là toàn lãnh thiền. Tề chấn kinh vội lùi lại vài bước tay chỉ vào nữ nhân mà kêu lên. Không sai, phương lão đệ đã nhận ra tỷ tỷ chưa? Ta đương nhiên là toàn lãnh thiền, là toàn lãnh thiền mới diên sinh Nữ nhân khoái trá bật cười lớn. Phản ứng trầm chạm của tôi khiến cho nữ nhân có chút không vui. Mồ hôi lạnh trên trán của tôi tú xa, cờ quỷ toàn lãnh thiền, làm sao tôi có thể quên được đây? Nằm xưa trong quỷ cục trên du thuyền, tôi đã từng thâm nhập vào ký ức của toàn lãnh ngam. Nhà đình bản thân mình là toàn lãnh ngam thời thơ ấu, tôi đã gọi toàn lãnh thiền là tỷ tỷ suốt bao năm. Cuối cùng suýt nữa thì tôi đã bị cử quỷ toàn lãnh thiền giết chết. Về sau trong cục thời gian, toàn lãnh ngam muốn âm hồn của toàn lãnh thiền được tăng trưởng. Toàn lãnh ngam đã gây ra một loạt thảm án. Khi đó một lần nữa tôi đã giao đấu với cử quỷ toàn lãnh thiền do toàn lãnh ngam điều khiển. Đối với nữ nhân này, tôi luôn khắc cốt ghi tâm, không có lúc nào có thể quên được. Vì muốn cứu toàn lãnh thiền, toàn lãnh ngam đã làm đủ mọi hành vi điên cuồng. Tất cả mọi ký ức đều hiện lên trong đầu của tôi. Nghe ý tứ trong câu nói của toàn lãnh thiền, cô ta đã cự tuyệt lại kế hoạch cũ của toàn lãnh ngam. Có lẽ thân xác để dung hợp trong kế hoạch cũ, chắc là một cô nương bị toàn lãnh ngam sát hại. Đây chính là việc mà toàn lãnh thiền không thích nhất. Sau khi ý thức của bản thân của toàn lãnh thiền đã thanh tỉnh, cô ta đã phủ nhận làm theo kế hoạch của toàn lãnh ngam, tự tìm cho mình một thân xác không liên quan gì đến nhân quả rất có thể thời hạn ba mươi tháng của khổng phi đã hết âm hồn hay địa phủ nhưng thân xác không đừng chôn cất xuống lòng đất vừa vặn âm hồn toàn lãnh thiền đi ngang qua đó phát hiện ra Về thân thể của khổng phi rất có tổ chất lại rất xinh đẹp phù hợp với lời ý muốn của cô ta cho nên toàn lãnh thiền đã quyết định dung hợp âm hồn của mình vào thân xác vô chủ đó từ đó mà trùng sinh có lẽ toàn lãnh nam đã quyết định ngăn trở lựa chọn của chị mình nhưng toàn lãnh thiện vẫn chấp ý như vậy. Toàn lãnh ngam chẳng còn cách nào khác, cho nên đành phải chấp nhận. Cho nên thân xác trong kế hoạch mà toàn lãnh thiện sử dụng chính là thi thể của một người vô tội, này đã biến thành thân xác không dính dáng gì đến nhân quả, đó chính là khổng phi. Nếu sự thật đúng là như vậy, vậy thì toàn lãnh thiện trong ký ức của tôi vẫn là người như vậy. Làm việc đều có chừng mực, là một cô nương có tâm địa thiện lương, từ cách lựa chọn thân xác có thể nhìn thấy được điểm này so với những hành vi tàn cốc méo mó của toàn lãnh ngam không hề phù hợp. Khổng phi mượn sắc hoàn hồn tôi đã tham gia vào sự kiện đó. Tâm huyết của tôi vẫn còn trong tấm thần sắc đó. Về điểm này có lẽ toàn lãnh thiền không hề biết được. Đương nhiên cô ta không thể hiểu được. Thân sắc đem lại sự sống cho cô ta đã có sự liên hệ với tôi. Đây đúng là quá trùng hợp. Phần mình đã dẫn dắt tôi liên quan đến toàn lãnh thiền. Phương Cương, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi đây? Sắc mặt của toàn lãnh thiền đã trở lên bình thường, cô ta nghi hoặc những tôi mà hỏi. Tôi liền chậm rãi trả lời, vẫn là theo nguyên tắc, thứ gì có thể nói được thì nói, không nói được thì bỏ qua. Toàn lãnh thiền yên lặng nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc, sắc mặt của cô ta chợt biến. Cô ta lắp bắp nói, Hóa ra là không gian trong pháp khí, thả nào mà hết lần này đến lần khác, thể tích còn biến hóa khủng bố đến như vậy. Quỷ hoa tiêu ký, trên cổ cô ta có không? Người hãy cho ta xem. Nó đến đây khổng phi, không đúng, phải gọi cô ta là toàn lãnh thiền. Toàn lãnh thiền quay cổ lại cho tôi xem. Một đó quỷ hoa màn chu sa màu đỏ hiện lên trên cổ của cô ta. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, gần mái tóc sang một bên, tôi chỉ tay vào tiêu ký hình quỷ hoa trên cổ rồi nói tất cả mọi người đều có tiêu ký tương đầm thứ này đã khóa định âm hồn mọi người rồi cho nên kẻ đứng sau cục thế này rất dễ dàng tìm ra dấu vết của chúng ta nhìn thấy đó quỷ hoa trên cổ của tôi toàn lãnh thiền gật gật đầu rồi nhẹ giọng nói xem ra chúng ta đều trở thành mục tiêu của đối phương chắc người muốn hỏi tại sao ta có mặt ở đây phải không ta sẽ nói thẳng cho người biết Kể từng ta và Tiểu Am cãi nhau rồi, nguyên nhân chắc người biết, giá trị về thế giới quan của chúng ta sẽ khầm giống nhau. Tiểu Am sao phát triển như ngày nay, ta thực sự không sao có thể tưởng tượng được. Sự diên sinh của ta bao nhiêu tội nghiệp đều tích tụ ở trong đó, điều đó là một sinh mệnh của con người. Sau khi đã hiểu rõ được toàn bộ đầu đuôi, ta thà rằng không còn được diên sinh, còn hơn là bị hại biết bao nhiêu nhân mạng, những người vô tội, Đáng tiếc, những câu chuyện này đều đã xảy ra, vì vậy ta và Tiểu Am đã cãi nhau một trận. Cả hai chúng ta đều không thể thuyết phục được đối phương, ta liền rời khỏi âm dương dưỡng quỷ Tông Không tại sao, người và ta nhớ đến đầu tiên lại là ngươi, cho nên ta đã chạy tới nơi này. Dọc đường qua những thôn trang lân cận của hoàng lão lính, cách vị trí của người rất gần, vốn dĩ ta rất vui mừng, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Không giống như là người đã từng nói, tấm linh dị màu trắng gồm 17 đốt đó, đó hoa quỷ, khuôn mặt một nam nhân xa lạ, đạo hồng quang. Sau cùng ta mới phát hiện ra, mình đang ở trong một không gian vô cùng quỷ quái, còn liên tiếp bị công kích. Ta đã bước chân vào quỷ vực quang lão lĩnh, còn đang lần tìm đường để thoát ra ngoài. Người nói tới mấy vũ nữ lưu ly, li, ta còn chưa được gặp nhưng những loại yêu ma quỷ quái thì gặp vô số đánh nhau một hồi lâu đại khái khoảng 4 tiếng đồng hồ cảnh tượng trước mắt đều là huyễn tưởng sau đó là tầng diện không gian thứ hai không bao lâu sau thì gặp được ngươi toàn lãnh thiền đơn giản trần thuật lại những sự việc mà cô ta đã gặp so với mông thái không có nhiều khác biệt tất cả đều nhìn thấy huyễn tưởng giống như nhau có một điều khác biệt là toàn lãnh thiền là đi tìm tôi mà tới đây. Nãy trắng ra là sau khi cãi nhau với toàn lãnh ngam, trong lúc tức giận, cô ta đã tới tìm cửa hàng quan tài của tôi để được yên tĩnh một thời gian. Cách suy nghĩ quỷ dị này khiến cho da đầu của tôi như sắp nổ tung. Bởi vì bất kể phương diện gì, cô ta cũng đều không nên suy nghĩ tới tôi trước tiên mới phải. Cần phải biết được rằng khi phòng tinh mượn sắc hoàn hồn đã sử dụng tới tâm huyết của tôi. Nếu tính ra thần sắc của nữ nhân đẹp xuất chúng này đã sản sinh ra một mối quan hệ đối với tôi. Âm hồn của toàn lãnh thiền phó nhập vào tấm thần sắc đó, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi cây sắc thần đó. Tự nhiên sẽ thân gần đối với tôi. Sau khi cô ta rời khỏi âm dương quỷ tông, ý nghĩ đầu tiên của cô ta là tới nơi này để tìm tôi có lẽ cô ta ngạc nhiên tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy nhưng cô ta tuyệt đối không thể hiểu được nghe tới điều này thì mồ hôi lạnh của tôi vã ra như tắm máu huyết không phải là chuyện có thể mang ra để nói đùa đại kiều của bản thân khổng phi cần phải báo hơn nữa cảm giác thân thiết chính là từ đó mà sản sinh ra cho nên khổng phi đã tìm cách khống chế thế nhưng mà toàn lãnh thiền thì lại không như vậy cô ta vô tình nhặt được tấm thân thể đó. Nhưng do vì có quan hệ huyết duyên với tôi, cho nên cảm giác thân thiết cũng là việc rất tự nhiên. Phương Cương, ngươi đừng có chê cười ta, ta cũng không biết tại sao ta lại muốn tới tìm ngươi để làm khách một thời gian. Chỉ có thể nói ấn tượng về ngươi rất tốt, ta cảm thấy ngươi là người ta có thể nhờ cậy được. Phải rồi, am mội với ngươi sự kiện thành phố phục chế cả hai là một đôi tuy rằng sau đó đã làm rõ ràng rồi đó là do ký ức bị thắc loạn có điều a muội thực tâm là có chút động lòng với ngươi bình thường những lúc không có việc gì a muội thường ngay nhắc tới ngươi toàn lãnh thiền nói ra một sự việc cực kỳ khủng bố đối với tôi ta xưng gọi là thiền tỷ nhé tôi nói giữa chúng ta không phải là chuyện đùa ta là môn chủ của quỷ môn làm sao ta có thể đi chung một đường với toàn lãnh ngam giết người như ngoé? Sợ ghen trong thành phố phục chế chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lại nói ta và toàn lãnh am không hề có hành vi nào vượt quá giới hạn. Làm sao có thể khiến cô ta thực tâm cảm động được? Ta không thích cầm với toàn lãnh am. Phiền thiền tỷ nói với lại toàn lãnh am tuyệt đối không nên có cảm giác sai lầm. Ta và cô ta không thể đi chung một con đường được. Tôi thực sự rất sợ hãi tôi không dám để cho mấy nữ ma đầu máu lạnh có tâm lý méo máu đó thường nhớ sau này có thể còn phát sinh ra những việc gì tôi chỉ có thể nói rõ quan điểm của mình rõ ràng hy vọng toàn lãnh nam đừng có chủ ý này lại nói lâm khải vi hương hương tiểu sư muội mấy cô nương này thực sự khiến cho tôi rất đau đầu tôi làm gì còn sức lực để chịu đựng sự dày vò của toàn lãnh nam tiểu cương người nói như vậy là không đúng Ngươi không từng suy nghĩ ngược lại hay sao? Nếu như người thực sự có thể cùng với lại A muội có thể ngươi sẽ làm được, nhưng ta thì không thể làm được. Cảm hóa một con người đi vào đường chính nghĩa, có bao nhiêu phần thành công đây? Có thể tích lũy được bao nhiêu âm đức? Người nói xem, có phải là đạo lý này không? Bản thân của ta hy vọng, mọi người xuất sắc như người có thể lấy A muội toàn lãnh thiện mỉm cười sau đó cô ta từ từ tiến lại chỗ tôi đừng thiền tỷ không thể nói bừa như vậy được ta thực sự không phải là loại người tốt đẹp gì cầu xin hai chị em hãy buông tha cho ta tôi có cảm giác bị xét đánh trúng đỉnh đầu toàn thân đang bốc khói lần sát thương của câu nói này quá lớn ôi con mẹ nó làm vợ chồng với ai thì được chứ tôi tuyệt đối không dám làm vợ chồng với toàn lãnh nam nghe đến cảnh tượng toàn lãnh nam thuở nhỏ ôm trên tay con búp bê Tây Âu. Cảnh tượng cô ta âm thầm khiến cho nam nhân có ý tứ với toàn lãnh thiền phải treo cổ chết, tự như người vừa rơi vào hố băng vậy. Một nữ nhân khủng bố như vậy, ai là người dám đến làm vợ đây, cơ mà bị điên. Đấy là tôi chưa nói đến đã có Lâm Khải Vi Hương Hương và tiểu sư muội bên cạnh. Đối với loại nữ nhân vô cùng khủng bố như toàn lãnh ngam, không cần phải xem xét, đúng là quá đáng sợ rồi. Tòa lãnh thiện bước tới cạnh chỗ của tôi vài mét thì dừng lại. Còn tòa nghẹo đầu mìm cười nói. Tiểu cương, ngươi đừng nói tuyệt đối như vậy. Trên thế gian không có việc gì là không thể được. Ngược lại nếu như mà ngươi lấy tiểu am, ta sẽ dờ cả hai tay để tán thành. Gần mực thì đen, gần đèn thì giảng. Không chừng ngươi cũng sẽ dắt tiểu am ra khỏi con đường đen tối đó. Thiền tỷ đừng có chọc ta nữa. Tâm tính của toàn lãnh ngam không ai có thể nắm giữ được. Ta không phải là thánh nhân. Đứa em gái bảo bối của thiền tỷ vẫn còn phải chờ đợi thần tiên hạ phạm chỉ điểm. Ta không có bản lĩnh đó. Thậm chí nếu sau này cô ta rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ chạm sát. Nhắn thần của toàn lãnh thiền lập tức trở nên băng lệnh. Tiểu cương, người nói những lời này ta thực sự không muốn nghe. Thực sự am muội có những chỗ sai, nhưng mà điểm xuất phát của A chính là muốn cứu sống tỷ tỷ như ta. Cho nên bất luận như thế nào ta vẫn phải bảo vệ A muội Nếu thực sự có ngày ngay ngươi phải lựa chọn sinh tử, Tiểu Cương, lúc đó ngươi đừng trách ra tay tàn độc, nhất định ta sẽ giúp A giết chết ngươi. Câu nói này mang theo đầy sắt ý. Thiền tỷ xem ra là thiền tỷ muốn giúp người thân mà không cần biết tới lý lẽ. Tôi lạnh lùng nhìn toàn lãnh ngam gần giọng nói không sai Nhắn thần của toàn lãnh ngam thoáng chút do so dự sau đó cô ta kiên định đáp lại hai chúng tôi đối mặt nhìn nhau một cảm giác ầm khí âm u đang dâng lên trong lòng của cả hai chúng tôi thua cái gì cũng được nhưng không thể thua về ý chí toàn lãnh thiện dùng uy lực lớn nhất để áp bức tôi đương nhiên tôi cũng không thể để cho cô ta dọa được Khí công trong cơ thể điên cuồng vận hành, một luồng áp lực của khí công đã được thích phóng ra. Luồng khí công này va chạm với sự uy áp của đối phương, những tia lửa liên tục lóe lên. Không gian giữa hai chúng tôi vang lên những tiếng nổ lụp bụp. Mái tóc dài của toàn lãnh thiền dựng ngược lên, trông giống như là một lá cờ màu đen đang bay phần vật trong gió. Áo của cô ta phồng lên rồi lại thu lại, trông giống như là một con ếch đang thở. Hiện nhiên những lời nói của tôi đối với toàn lãnh nam đã kích thích cô ta nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng cho nên cô ta sẽ tuyệt đối không nhượng bộ đối với tôi mà nói toàn lãnh nam là một kẻ tác ác đa đoan từng nghiệt chất trầm tuyệt đối không thể thả thứ được nhưng đối với toàn lãnh thiền cho dù toàn lãnh nam có giết chết cả thiên hạ toàn lãnh nam vẫn là em trai của cô ta cô ta nhất định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em gái của mình trong đầu của tôi hiện lên một cảnh tượng Toàn lãnh am khi còn nhỏ Năm xưa toàn lãnh am đã giết chết Nam nhân theo đuổi toàn lãnh thiền Dẫn đến đại kiếp nạn Trong quá trình hai chị em chạy trốn Cảnh tượng toàn lãnh thiền liều mạng Bảo vệ em gái hiện ra trước mắt của tôi Toàn lãnh am chính là điểm yếu của toàn lãnh thiền Vì muốn toàn lãnh thiền được sống Toàn lãnh am sẵn sàng giết chết những kẻ cản đường Hai chị em này sẵn sàng liều mạng với đối phương điều này từ lâu tôi đã biết được nhưng mà tôi vẫn phải bày ra một thái độ phải nói cho thật rõ ràng với toàn lãnh thiền đừng hy vọng có sự việc như vậy rất có thể có một ngày tôi sẽ phải đấu một trận sống mãi với hai chị em của họ kết quả nhất định sẽ có người thương vong đây vốn dĩ là sự thật tôi không thể không nói thật lòng tránh để cho toàn lãnh thiền ôm trong lòng một thực tế hão huyền Cô ta muốn tôi lấy em gái bảo bối của cô ta là toàn lãnh nam, Kể thần đó là sự ảnh hưởng do tâm huyết của tôi trong thân sắc đó. Cho nên mới sản sinh ra cảm giác thân thiết như vậy. Nhưng mà nguyên nhân này tôi sẽ không chủ động nói cho cô ta biết. Mái tóc trắng của tôi dừng ngược cả lên. Thì không hề tỏ ra nhượng bộ đối với sự áp bức của đối phương. Nếu nói về đạo hành trình thể, tôi không thể đuổi kịp được toàn lãnh thiền, Thế nhưng mà nếu chỉ dựa vào lực lượng kích phát của hồn phách, lão từ đây không biết sợ ai. Hai bên tranh phòng suốt mấy phút nhưng mà không ai làm gì được ai. Cả hai chúng tôi đều hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo thì cả hai đều đã thu lại khí áp của mình vào cơ thể. Quá trình này thực sự rất khủng bố, nó giống như là không cần phải thương lượng. Quả nhiên sự liên hệ về tâm huyết thất cường đại. Thu lại sự tức giận trên nét mặt, Tòa lãnh thiền đã bình tĩnh trở lại Áo sống của cô ta đã trở lại trạng thái bình thường Cô ta nghi hoặc nhìn tôi Hệ nhiên cô ta không hiểu được trước đó Tại sao trong tâm lại có một linh giác như vậy Cần phải biết được rằng khi các cao thủ tranh phong với nhau Công giống như là đang đi trên một tấm lưới sắt Mọn khi đột nhiên thu lại uy áp Đối phương sẽ thừa cơ xâm nhập Sẽ bị rơi vào thiết bị động cực kỳ là bất lợi cho nên nói nếu cả hai cao thủ cùng một lúc thu lại uy áp, cần phải cực kỳ chuẩn xác mới được. Đây là một sự việc vô cùng hãn hữu, cả hai đồng thời thu lại cùng một thời điểm. Điểm này đã khiến cho toàn lãnh thiền không sao hiểu được. Tại sao ngươi biết được lúc đó ta sẽ thu lại uy áp? Toàn lãnh thiền rất hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Tôi chỉ biết thầm cười khổ, tôi không thể nói cho đối phương biết được trong thần sắc của cô ta có tâm huyết của tôi chính là tâm huyết của tôi đã dẫn phát sinh cơ thế chỉ giả vờ nhưng không biết được gì mà lắc đầu nói thiền tỷ đó là một cảm giác rất kỳ quái ta chỉ biết đó chính là thời cơ để thu tay ta không hề biết được khi đó thì cũng đồng thời thu tay cho nên ta thuận lợi tâm ý mà thôi vừa nói tôi vừa xô tay tỏ ý là mình không biết gì cả đúng là rất kỳ quái Tòa lãnh thiện đi vòng quanh người của tôi một vòng, nhãn thần càng trở nên mơ hồ hơn. Nhưng cuối cùng cô ta lắc đầu mạnh, đem vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Thôi bỏ đi, chúng ta không nói về am bội nữa. Phương cường người nghe cho rõ đây, nếu người dám làm điều gì bất lợi với am bội, ta nhất định sẽ không tha cho người đầu Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.